Vâng, xin kính chào tất cả quý hàng đã quay trở lại với xưởng chiếu ngựa cao cấp của chúng tôi. Và lời đầu tiên thì cho phép em gửi lời chúc sức khỏe và an toàn trong cái mùa dịch này đến gửi đến tất cả mọi người đang xem video này. Và ngày hôm nay thì xưởng bên em xin ra mắt với mọi người một bộ sản phẩm chiếu ngựa nguyên khối, chất liệu là gỗ hương xám của bên Nam Phi. Đấy, rất là đẹp. Hàng này của bên em là đóng theo quy cách là 2 tấm một chiếu. Đấy, với kích thước là dài là 24, rộng là 22 và độ dày là 16 cm. Đấy, rất là đẹp. Và em xin công khai luôn cái giá bộ sản phẩm này là 30 triệu đồng một bộ. Đấy, hàng rất là đẹp. Và đầu tiên thì điểm nhấn và đầu tiên bộ sản phẩm này của bên em thì là gỗ nguyên khối tự nhiên 100%. Đấy, rất là đẹp. Đấy, rất là tuyệt vời. Thì là cái bộ sản phẩm này thì là em làm theo đơn đặt hàng của anh Vĩnh ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, thì anh đã đặt cọc bên em cách đây là 7 hôm rồi. Và hôm nay thì em cũng mới hoàn thiện xong, cũng như là vừa mới PU hoàn thiện lên. Và em sẽ quay video này để anh Vinh có thể nhìn thấy video. Đấy, xem có ưng ý đúng như anh yêu cầu hay không. Đấy, rất là đẹp. Các bạn xem. Vân rất là đẹp. Và cái bộ chiếu này của bên em làm nó là gỗ hương xám và đã tuyển chọn rất là kỹ. Đấy, bên em lựa vân cả lựa gỗ, lựa những cái tấm rìa. Đấy, tấm rìa rất là đẹp, không phải là tấm lõi. Đấy. Và đây là một ít lát ở đây một tí. Đấy, em mông má lại một tí thì là gỗ nguyên khối thì không thể tránh được đâu. Đấy, thì anh Vinh nhìn cũng đã thông cảm được bên em, thì bởi vì là một cây đẹp như thế này, vân đẹp như thế này thì không thể tránh được. Đấy, và đây là phần tấm rìa tiếp theo. Đấy, rất là đẹp. Và tất cả phần mép này bên em làm đều là bo viền toàn bộ. Đấy, rất là đẹp. Rất là tuyệt vời. Và em sẽ đi thêm một vòng để cho bên kia cho khách hàng xem. Đấy, rất là đẹp, vân là nổi quần cuộn luôn. Đấy, thì thật sự là thị trường hiện nay thì rất còn nhiều những hàng giả, hàng kém chất lượng. Thì người ta chỉ làm là hộp thôi. Thì hàng hộp bên em cũng có, giá chỉ 10 triệu hoặc 12 triệu một bộ thôi. Đấy, rất là đẹp. Đấy, vân đây. Đấy, vân rất là đẹp luôn. Vân hình chữ C nhá. Đây là gỗ tự nhiên 100%. Đấy, nếu quý khách hàng nào mà có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp ngay xưởng bên em. Thì duy nhất xưởng bên em mới có thôi. Với số điện thoại là 0964 555 692. Đấy, và địa chỉ bên em tại làng nghề thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, tỉnh Hà Nội. Mọi người qua đây thì hãy liên hệ trực tiếp ngay với em. Và thứ tiếp theo thì em xin giới thiệu luôn cái khâu vận chuyển. Nếu quý khách hàng nào mà ở xa, trong bán kính khoảng 100 km, thì bên em sẽ miễn phí vận chuyển. Ví dụ hiện tại là xưởng em đang ở Hà Nội, thì quý khách hàng nào ở trong bán kính thì từ cái chỗ đoạn Linh Bình hất về lại thì bên em sẽ miễn phí vận chuyển đến Linh Bình. Nếu quý khách hàng nào ở Thanh Hóa thì có thể hỗ trợ bên em một tí, khoảng 200-300 nghìn tiền vận chuyển. Đấy, thì bên em sẽ miễn phí và vận chuyển đến tận cho mọi người. Và tiếp theo, cái điểm nhấn tiếp theo là cái chân. Chân thì anh Vinh anh yêu cầu bên em là chân quỳ và xà là vuông chín, rất là đẹp. Đấy, và từ chiều cao từ mặt đất lên mặt phản là 47 phân, thì tức là cái chiều cao của chân đến xà thì là 31. Đấy, em xin nhắc kỹ luôn. Thì chân này là chân hàng đặt thì em mới có. Còn bình thường thì bên em làm chỉ là chân tròn hoặc là chân vuông thôi. Đấy, rất là đẹp. Và em sẽ đi quay một vòng để cho khách hàng có thể nắm rõ được tiếp theo. Đấy, rất là đẹp. Và đặc biệt thì nếu quý khách hàng nào mà ở Hồ Chí Minh cũng như là ở các tỉnh miền Trung hay miền Nam thì bên em cũng có thể vận chuyển được. Thì bên em cũng có xe đi dọc tuyến quốc lộ 1A. Thì ví dụ là ai ở dọc khu đường Hà Tĩnh cũng như là vào Quảng Bình cũng như là Quảng Ngãi. Đấy, đi sâu vào thì có bên trong thì là có Bình Định, để bên em cũng có thể vận chuyển được và giao tại quốc lộ 1A. Và điểm bên cuối của bên em thì là ở điểm bên cuối của bên em là ở bến xe An Sương. Thì sắp tới thì bên em cũng giao một bộ vào trong bến xe An Sương ở trong Sài Gòn. Đấy, rất là đẹp. Và nếu khách hàng nào ở khoảng cái tầm xa như miền Trung hay là miền Nam thì có thể đặt cọc trước cho em coi như là để em giữ hàng. Đấy, thì một tháng thì bên em chỉ ra được và sẽ được chỉ có 10 bộ như thế này thôi. Đấy, và quý khách hàng nào nhanh tay thì hãy liên hệ trực tiếp với em. Đấy, em sẽ đứng hình
để cho khách hàng có thể chụp ảnh được, cũng như là lưu số điện thoại của em. Đấy, số điện thoại màu vàng này của bên em có cả Zalo. Thì quý khách nào yêu cầu xem hàng gì thì cứ nhắn tin trực tiếp vào Zalo của em. Còn kết bạn thì bên em không nhìn thấy đâu. Đấy. Và xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người. Chúc mọi người có một sức khỏe thật là tốt, dồi dào. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.